Cái đậu xanh này, vãi cả trưởng này làm sao. M79 này ăn đạn đi em ơi, hay quá. Lên bản đi nè. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi trong một cái chế độ mà mình đoán đó là chế độ gây ức chế nhất trong game Free Fire luôn anh em. Nó là chế độ đầu to nha mọi người. Thì tại sao mà kẹo lại nói như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem video nha mọi người. Hiện tại thì mình đang nhảy ở tháp thu lũng nè. Ui, có 4 đứa ngoại tộc luôn, vãi cả trưởng một team luôn. Ui vãi trưởng, cái gì mà đã câu lựu qua rồi. Kinh vậy. Ui kinh vậy. Thôi xong anh em ơi, dính ngay quả lựu. À đủ. Có lẽ như là thanh niên kia chơi game khá là thông minh khi mà câu lựu đầu tiên luôn. Được, hay lắm. Thôi xong. Kiểu này là kẹo sắp đai rồi anh em ơi. Vãi cả trưởng. Ok, thì đối với cái chế độ đầu to này thì kẹo sẽ hướng dẫn luôn cho những anh em nào mà các bạn chưa biết. Đầu tiên đó là về cái cách chơi của chế độ đầu to này. Tức là team nào mà có được 40 kill trước và chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức đó là squad nha mọi người đó. Thì team đó sẽ là team giành được top 1 luôn. Cái đậu xanh này, vãi cả trưởng này làm sao. M79 này ăn đạn em ơi, hay quá. Lên bản đi nè. Được rồi. Ở đây là hiện là 4/40, như vậy là team kẹo mới có được 4 kill thôi. Còn team top 1 thì các bạn ấy đã hạ gục được 5 kill rồi. Và team nào đủ 40 kill trước sẽ là team chiến thắng nha. Đậu xanh. Và khi mà anh em ăn được thêm mạng thì đầu của anh em nó sẽ to dần. Đó. Vãi trưởng. Tức là các bạn mà ăn thêm được nhiều mạng thì đầu của anh em càng to luôn. Và nó sẽ có những cái cấp ở đây. Hiện tại đầu mình đã to nhất rồi nha anh em. Vãi trưởng. Thôi xong. Và ức chế ở đây có nghĩa là như này. Tức là đầu của anh em càng to, anh em là không nhìn thấy súng đâu, không nhìn thấy tâm súng đâu, không nhìn thấy kẻ địch đâu, thề luôn. Chơi game cảm giác như kiểu là bị mù đường vậy. Đấy nên là gây rất là nhiều những cái ức chế cho những cái game thủ mà anh em mới chơi cái chế độ này. Còn nếu như mà anh em đã chơi quen rồi thì thực sự là chế độ này chơi nó vẫn rất là ức chế. Làm sao? A đủ. Cái đậu xanh này làm sao hả? Lên bản đi mày. Và khi mà anh em được hồi sinh xong á thì các bạn tiếp đất nó sẽ tặng cho anh em một cái vũ khí ngẫu nhiên nha. Nếu như là lượm được hai cây phóng lựu của chúng ta đó là MGL-140 hoặc M79 thì bắn nó cực kỳ là ảo diệu luôn, cực kỳ là phê phim. Tất nhiên là anh em bắn cẩn thận nhá, không là phản lưới nhá, không là anh em lại tự hại anh em thì thôi xong. Đó, người ta gọi là ngáo đó mọi người. Vãi cả trưởng này làm sao? Chạy đâu? Lên bảng luôn. Team của kẹo đã kill được 9 kill rồi anh em ơi. Ui, vẫn đang còn tranh này anh em này. Làm sao? Cứu bồ trước cái đã. Đậu xanh này. Và các bạn có thể là quan sát ở ngay phía trên luôn, xem là có thằng nào nhảy xuống ạ. Bắn được luôn mà. Lo gì hả mọi người? Nào. À, lại là cái thằng này à? Tính phục thù à? Phục thù đi em ơi, phục thù làm sao nổi. Phục thù kiểu gì vậy? Vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng này. Làm sao? Úi dồi ôi, nhảy xuống như một vị thần. Thể. Nghĩ sao? Nghĩ sao mà anh lại phải sợ chú vậy? Sợ gì? Dăm ba cái thằng rơm rơm này thì kẹo sợ gì hả anh em? Tên tè. Vậy như vậy là ok. Kẹo đã giới thiệu xong cho anh em cái cách chơi của chế độ đầu to này. Một chế độ giải trí vô cùng thú vị mà kẹo chẳng thấy giải trí gì cả, toàn thấy căng não thôi. Cái đậu xanh này làm sao vậy hả? Úi thôi xong. Úi thôi xong, 15 máu vẫn ăn nó luôn. Chú nghĩ chú là ai? Hả? Lên bảng. Vãi trưởng. Cái thằng kia mới nhảy xuống xong. Kinh vậy. Ôi thôi xong. Thôi rồi, tôi đã ra đi. Đậu xanh. Ra đi thật luôn chứ anh em. Úi dồi ôi. Không sao, thua kèo này chúng ta sẽ bày kèo khác và nhảy xuống chiến tiếp luôn. Mình quyết định là sẽ nhảy xuống đây để phục thù luôn anh em. Nghĩ sao? Nghĩ sao mà phải sợ cái thằng này? Cái thằng tóc xanh này. Đấy, đầu to anh em không nhìn thấy tâm súng đâu, thề luôn. Tôi là bắn MGL-140 bắn mưa thôi anh em. Vẫn hạ được nó này. Cái đậu xanh này. Đấy. Nhưng mà chẳng qua là nó sẽ không chuẩn xác lắm anh em ấy, thề. Chơi cảm giác ngứa mắt vãi trưởng luôn này. Tâm súng không nhìn thấy, súng thì không nhìn thấy luôn. Hầu như là anh em còn che lấp cả kẻ địch nữa, thề. Cái đậu xanh này. Ui vãi trưởng. Thôi xong. Thôi xong. Hai con trâu húc nhau, một con chê thì một con què. Hồi sinh anh em. Vãi cả trưởng luôn, thề. Thi thoảng anh em chơi gặp mấy cái tình huống kiểu nó khoai dã man luôn anh em. Nani, đồng đội lại bị hạ. Ok được rồi,
Bây giờ là mình sẽ xuống dưới mình xử chúng nó anh em. Nghĩ sao? Bây giờ chúng mày muốn thế nào? Tao sẽ thanh toán chúng mày luôn, thề luôn. Chúng mày dám chơi đồng đội của anh à? Ôi thôi sao không? Anh ơi em xin anh, anh ơi em xin anh. Mà thôi anh hại em luôn đi, thể nó hại mình luôn đi, hồi sinh, đỡ cú. Bây giờ nhá, nhảy xuống phục thù chơi nó luôn anh em. Kìa kìa, đồng đội núp của mình thì vãi, vừa nói xong núp luôn, thể. Ui dồi, không sao, không sao, không sao. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Bây giờ thế này, chú muốn cái gì? Chú muốn cái gì hả? Ui dồi, vỡ đầu. Xong chưa? Nốc chưa hả? Nãy giờ là chú mày gáy hơi bị lâu rồi đấy. Nữa hả? Ui vãi trưởng, thêm hai đứa. Hai cân một không chột cũng què và đúng như vậy luôn. Nó cho mình ăn no liệu. Lại hồi sinh. Dã ma luôn. À không sao, hiện tại thì team mình vẫn đang dẫn đầu với 23 kill luôn. Yên tâm đấy, tuy là tao yếu nhưng mà anh em tao đông đấy, anh em tao mạnh, sợ gì. Dăm ba thằng trẻ trâu là cứ thế mà quất thôi. Mình sẽ xuống đây anh em ơi, sẽ xuống đây và tiếp tục chiến đấu thôi. Tất nhiên là mình sẽ không để cho chúng nó hạ gục kẹo rồi. Đấy. Ui thề luôn, lại lưu à. Thôi xong, vãi cả trưởng. À có một cái quả liệu không nổ. Rồi xong một đứa nhá. Cái gì vậy? Ghê vậy. Ui anh em ơi, có mỗi cây Adu này. Adu bắn gần này đúng là, ui dồi, hơi khó chơi. Cái đậu xanh bắt đầu nhọ dần đều rồi. Lại gặp thằng tóc xanh. Ui dồi ôi, tóc xanh tóc đỏ chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ca ve luôn anh em. Này nhá, nãy giờ là chú chơi anh hơi bị lâu rồi đấy. Bây giờ là anh sẽ xuống anh chơi lại chú luôn, thể. Phục thù đi anh em ơi, không thể để cho nó hổ báo mãi thế được. Nà ní. Giống như kiểu cuộc chiến không hồi kết vậy anh em. Cứ hồi sinh xong lại quay lại vả nó. Đây M79 này. Xong luôn hai nữa. Và đây nó tạm gọi là một mũi tên trúng hai con chó lợn. Nữa này. Xong luôn con chó lợn thứ ba này, làm sao? Úi dồi. Xong chưa, xong chưa. Nào ai nữa, xuống đây. Xuống đây, đang mạnh anh em. Đang sung này. Thằng nào xuống đây. À có một cái cây liệu. À đâu, một cái quả liệu không nổ. Gì đây? Lại là thằng tóc xanh à? Thích phục thù à? À quay trở lại trả thù anh à? Trả thù anh à? Lại còn thằng bạn nó nữa đây. Trả thù anh à? Ôi thôi xong vãi trưởng. Khó chơi thế. Thề luôn anh em. Thấy chưa? Tôi bảo là khi mà anh em đầu to, anh em bắn nó khó vãi cả trưởng ra luôn ấy. Kiểu như là ui bắn mù mắt tôi anh em ấy. Mù mắt rồi, mù mắt rồi. Có khi là phải nhỏ 5-2 vào mắt thôi anh em thì mới sáng mắt được. Chứ còn cái kiểu đầu to này, kiểu là anh em mà cầm súng bắn, bắn không nổi luôn, toàn bị cho nó hành cho. Ui, có khi là cầm iPad chơi còn được. À mà chắc là cầm iPad thì thôi xong. Có mà nó to đến nửa cái màn hình iPad luôn. Vãi lúa này. Cái gì đây? Rồi nhá. À đủ, à đủ. Gì vậy, gì vậy? Thằng kia hình như là team khác anh em ơi. Team khác thì phải. Thôi xong chưa? Ui dồi ôi. Nãy là anh em ơi. Đấy, nãy là cuống quá bắn thằng này. Bây giờ hai đứa đều gục. Thằng kia nó cười cho. Bạn thấy bạn ngu chưa? Ơ cùng team à? Cứu à? À không, cùng team đâu. Ơ thằng này nó không thèm bắn rồi. Nó không cho mình hồi sinh rồi. Đây quay lại. Quay trở lại với tháp thung lũng đấy. Hồi sinh ở đâu chết luôn ở đấy. Quay trở lại với tháp thung lũng. Để xem là tiếp tục chơi cái mọn này thôi anh em. Đây vẫn đang trên con đường hành trình kiếm top 1 đấy mọi người. 34 kill rồi. Ơ vãi trưởng. Ở đâu? Đây đây, team mình vừa mới lên 34 kill anh em. Một đứa à? Alok à? Làm sao? Cái gì? AK bắn phê chưa? Hả? Đủ phê chưa? Cái đậu xanh này. Lấy bảng đi mày. Ok nốc. Nữa hả? Bây giờ nhá, lên bảng. Thế thôi. Samurai này làm sao? Bộ trang phục thần chết à? Thần chết thì làm sao? Thần chết thì cho nó chết luôn anh em. Yeah, top 1 rồi. Ngon lành anh em. Và bây giờ thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.